Có rất là nhiều bạn thắc mắc cái việc ghép cải tạo bơ rất là khó khăn, cũng như ghép xong thì tỷ lệ nảy chồi cũng như là tỷ lệ sống rất là thấp. Vậy thì tôi xin giải thích một số những lý do mà các bạn đã thực hiện. Thì như các bạn thấy ở đây, đây là một cái cây bơ mà chúng tôi trồng bằng hạt lên, và chúng tôi đợi nó lớn để ghép những cái giống mà chúng tôi mong muốn. Thì các bạn thấy là cây này chúng tôi trồng từ năm ngoái đến giờ thì nó đã được như này. Thứ nhất là cái gốc cây bơ đó phải khỏe mạnh, và các bạn phải chọn được những cái chồi tốt. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy những cái chồi to khỏe như vậy và có những cái mắt như vậy, mắt mắt thức như vậy, thì chúng ta ghép cải tạo sẽ rất là tốt. Trời, trên này đang non quá nè, này có sống nữa nè. Chủ yếu là mấy cái mắt này hơn nè. Có nhiều người thấy cái chồi non giống như chồi cà phê á, đẹp quá, mấy anh lấy về ghép chết ngắt hết. Cái thứ ba là chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta quyết định ghép cải tạo, thì những cái cây bơ mà yếu thì chúng ta có thể tiến hành bón phân trước khi chúng ta ghép khoảng từ 20 cho đến 30 ngày để cho cái cây đó nó khỏe mạnh, nó nhiều nhựa hơn. Nhưng mà chúng ta lưu ý là không nên bón phân xong và ghép ngay. Như vậy thì cái gốc ghép của chúng ta nó sẽ không tiếp giáp tốt với chồi ghép. Và một lưu ý nữa là cái chồi ghép là phải già. Với thứ hai là chồi ghép không được lấy vào những cái thời điểm mà chúng ta bón phân, mà phải sau khi bón phân ít nhất là 1 tháng thì cái chồi này mới đạt tiêu chuẩn để ghép cải tạo. Và các bạn thường đi tới những cái vườn nào mà chúng ta không biết cái lịch trình bón phân của họ, mà chúng ta quyết định lấy chồi để ghép thì rất là nguy hiểm, thì khi đó ghép rất là khó. Vậy ở đây thì dụng cụ gồm có cưa để chúng ta có thể là tiến hành cưa cái thân cây lớn. Thứ hai đó là kéo để chúng ta bấm cành và bấm chồi. Thứ ba là dao ghép. Thứ tư đó là dây ni lông mềm. Dây ni lông này gọi là người ta gọi là dây ni lông tự hủy, nhưng mà thực tế ra dây ni lông này nó mềm để cái chồi ghép nó đâm ra dễ dàng hơn thôi. Và không kém phần quan trọng đó là chồi ghép phải khỏe, tốt và đủ tiêu chuẩn, đó là già và có những cái mắt như vậy. Thì sau đây tôi sẽ tiến hành cưa. Và các bạn lưu ý là đối với cây bơ thì chúng ta không cần phải ghép quá nhiều chồi trên một cái cây bơ như vậy. Thì đối với tôi thì tôi chỉ cần ghép 2 chồi trên một cây bơ thôi. Và các bạn lưu ý là khi mà ghép thì chúng ta có thể cưa không quá cao. Nếu mà quá cao thì nếu mà chúng ta trồng sen thì có thể là cưa cao, nhưng mà với tôi thì tôi chỉ cưa cách mặt đất khoảng cỡ 1,2 m đến 1,3 m thôi. Tôi không cưa cao hơn. Đây thì tôi có thể cưa đây để tôi ghép. Nhưng mà ở đây thì tôi ghép trực tiếp ở ngọn luôn, nên là tôi sẽ cưa nó thấp hơn. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta cưa thì chúng ta nên cưa cưa xéo để nước tránh động. Với thứ hai là cưa xéo thì chúng ta thao tác ghép nó sẽ rất là dễ. Và các bạn lưu ý là cái
cái chỗ mà đỉnh cao nhất là cái hướng mà gió đông bắc cũng như là hướng mặt trời, hướng mặt trời mọc. Đây, cái tán bơ rất là lớn nhưng mà phải cưa bỏ. Chúng ta phải cưa cho nó thật là nhẵn. Với thứ hai là khi mà ghép như vậy thì mình cưa xéo như vậy thì cái thao tác của mình ghép nêm nó sẽ dễ hơn. Và những cái cành này thì chúng ta nên để lại. Và những cái phần non thì chúng ta bấm đi, để nó không hút dinh dưỡng. Còn những cái lá già thì nó vẫn quan hợp để nó nuôi cho cái chồi của chúng ta tốt hơn. Có nhiều bạn cưa chọc lóc cái cây thì rất là lãng phí. Với trường hợp này ở dưới này nó có tán lá, cái lá này nó sẽ dồn dinh dưỡng, nó nuôi những cái chồi mà chúng ta muốn ghép. Và với cái phương pháp này thì các bạn khi mà chúng ta trước khi tiến hành mổ ghép thì các bạn hãy cắt cho tôi một cái ở đây. Cái mục đích cắt như vậy á, lý do mà tôi cắt xéo, với thứ hai là tôi cắt cái ngàm ở đây là để làm gì? Để khi các bạn mà quấn dây vô đây nó không bị tuột. Còn các bạn mà cắt bằng như vậy thì các bạn quấn dây để che cái đầu của cái thân cây chính này rất là khó, nó ăn cứ tuột ra rất là nhiều. Vậy thì cái phương pháp của tôi ở đây thì tôi cắt xéo, thứ nhất là không cho nước đọng vào, với thứ hai là chúng ta dễ thao tác hơn. Đây. Nếu mà các bạn kiểm tra mà cái vỏ và cái thân nó còn xanh trắng như vậy thì đó là cái chồi nó rất là cái gốc rất là khỏe. Còn nếu mà các bạn cắt ra mà thấy nó bị nâu nâu thì nó đã bị nhiễm bệnh rồi. Vậy thì để ghép cái này thì tôi chọn cái chồi này là chồi chính, chính vì vậy chúng ta sẽ vác ở đây. Chúng ta đặt chỗ này vào đây. Và chỗ này nó dư thì chúng ta cắt bỏ đi, không cần thiết chỗ này. Khi trước khi mà chúng ta quấn dây thì các bạn cần có một thao tác nữa. Đó là các bạn sẽ cố định cái chồi này lại để đừng cho nó tuột. Đây. Các bạn nên cố định cái chồi này lại. Đó. Các bạn cố định cái chồi này. Thì khi mà các bạn cố định cái chồi này thì chúng ta quấn cỡ nào nó cũng sẽ không tuột ra. Rồi. Các bạn có thể nhét nó xuống một tí xíu cho cố định. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng dây ni lông này. Chúng ta quấn. Và các bạn quấn, chú ý là chúng ta quấn là từ dưới lên. Chứ không được quấn từ trên xuống. Vì quấn từ dưới lên thì nó sẽ tránh nước. Đây các bạn thấy là khi mà quấn như vậy thì cái bọc ni lông này nó có cái gờ này, nó không có tuột lên nữa. Đó. Chứ còn nếu mà các bạn không có gờ này thì cái bọc ni lông nó sẽ tuột ra, rất là khó quấn và thao tác chúng ta sẽ lâu hơn. Đây các bạn thấy là quấn như vậy thì nó sẽ đỡ cong hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta thấy quấn kỹ rồi thì chúng ta tiến hành ngắt cái dây luôn và chúng ta đưa lên để chúng ta quấn.
Vậy là chúng ta đã xong cái việc ghép cải tạo. Đây, chúng ta thấy giờ này ở đây chúng ta rất là dễ buộc lại. Cái thứ hai là nước có bao nhiêu thì nó sẽ chảy ra ngoài hết bao nhiêu. Để yên tâm hơn thì tôi ghép thêm một chồi ở đây nữa. Đây thì các bạn mổ vỏ ra. Chúng ta đặt vào đây, để nhẹ xuống. Cái chỗ này dư thì chúng ta cắt bỏ. Sau đó chúng ta dùng một đoạn ni lông, dây ni lông để chúng ta cố định cái chỗ này lại. Đó. Các bạn cố định như vậy thì tí nữa các bạn quấn dây nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi, sau đó các bạn dùng dây ni lông quấn vào. Khi mà chúng ta quấn dây ni lông này thì chúng ta có thể quấn xuống dưới này để tránh nước nó vào cái vết ghép của chúng ta. Trên này thì các bạn quấn hai vòng để cho nó tránh nước vào. Rồi, đây là xong. Đây, cái giờ đây chúng ta sẽ quấn rất là dễ.